chào anh em nhá. Hôm nay Lưu La Tép lại vào làm cho anh em một cái video. Đấy, cái chủ đề hôm nay thì Lưu La Tép lại chỉ cho anh em một cái trường hợp, đó là trường hợp tép kêu bị tí kêu tí tí. Đấy, mình có rất nhiều những cái mẫu loa tép từ 500, 600. Đây đây. Hoặc là kể cả những cái đôi 1 triệu rưỡi đây. Đấy nha anh em nhá. Đấy, nhưng mà đôi lúc thì hàng thì chúng tôi xuất đi rất là nhiều, anh em nhìn đây, đây nha, đủ các mẫu từ to đến nhỏ. Nhưng mà đôi lúc lại gặp những cái bộ da mà tép kêu bé tí kêu tí tí. Thì hôm nay tép kêu bé tí là nó từ đâu nhá, đấy, chỉ cho anh em nhá. Tép kêu bé tí kêu tí tí nguyên nhân là do vang này, hoặc là âm ly này, gọi là những cái tầng xử lý mạch bắt tép ở đây. Đấy, đây, ở vang thì nó nằm ở đây, vang đẩy thì nó nằm ở đây, các nút chỉnh đây. Đấy, chứ còn âm ly thì nó nằm ở đây. Đấy, nó do thiếu hụt giải tần, nó do những cái giả dụ như là do những cái vang kém chất lượng hoặc âm ly kém chất lượng chẳng hạn, hoặc là do những cái chiết áp này nó hỏng chẳng hạn, thì nó sẽ mất giải đấy. Đấy, vừa rồi lúc đầu video mình sẽ chỉnh cho anh em rồi đấy. Ở đây là cái mạch xử lý bát tép. Đấy, đi là cái loa bát này, loa tép này, loa tép với loa bát thì nó phụ trách một cái giải, loa tép thì nó phụ trách giải tép, loa bát thì nó phụ trách giải bát. Nên là những cái chiết áp cân chỉnh đây. Đấy nhá, ở cái tầng này thì nó chỉnh từng các giải. Đây là giải tép, đây giải bát, đây giải chung. Đấy, ở cái trường hợp mà mình cắt giải nào thì ra loa nó sẽ mất giải đấy. Đấy anh em nhá. Đấy, nguyên nhân là dù những cái loại vang mà anh em tăng hết cái nút tép mà tép của ra loa không ra nổi. Đấy là do vang của anh em quá lì. Đấy, cũng có thể là do chiết áp hỏng, cũng có thể là do cái bo mạch kém chất lượng. Ở những cái loại vang lì giải tần hẹp thì chúng ta không bao giờ chúng ta chỉnh được. Đấy, kể cả âm ly cũng vậy, hoặc là cái chiết áp thì nó hỏng chẳng hạn. Nhà ngoài những cái tép kêu bé tí này nó cũng có thể là do âm thanh gốc, do điện thoại này, hoặc là do điện thoại này, hoặc là do cái tivi. Đấy, nhưng cái trường hợp này nó ít thôi. Đấy, cái chủ yếu là do âm ly lì, vang lì. Đấy, mình sẽ lại chỉnh lại cho anh em nhá. Mình sẽ chỉnh lại cho anh em nhá. Chúng ta cắt giải nào thì ra loa sẽ mất giải đấy. Mỗi một cái chiết áp đây này nó phụ trách một cái giải riêng. Đấy, giải bát này, giải chung này, giải tép này. Đấy, vì thế là cái loa thì tép kêu bé tí không phải tại loa, mà tại do âm ly lì, vang lì. Có rất nhiều âm ly lì, vang lì thì tép nó không ra nổi, là nó do cái mạch xử lý bát tép. Anh em nhá, mạch xử lý tín hiệu. Đấy, anh em nhá, dù mình ship cho kể cả đôi triệu rưỡi cũng không ra nổi. Đây đây, ship vào cái đôi triệu rưỡi đây cũng không ra nổi này. Nếu mà âm ly chuẩn, vang chuẩn thì cái đôi 600k, 500k đây cũng ok rồi. Đấy nha, anh em phải xem lại nhá. Âm ly lì, vang lì là nguyên nhân số 1. Đấy, chứ không phải do loa anh em nhá. Đấy. Nha, anh xem lại nhá. Âm ly lì, vang lì là nguyên nhân số 1. Tép kêu bé tí kêu tí tí. Ok anh em nhá. Đây nha, hôm nay mình hướng dẫn anh em về cái đặc điểm của cái bóng đèn trong loa tép nhá. Đây, ở đây có một cái bóng sơ cua này dán trên nóc này. Nhớ nhá. Trong quá trình sử dụng, bóng đèn không được phép sáng mới gọi là âm ly chuẩn, vang chuẩn. Còn bóng đèn mà này mà bị sáng ấy, trong quá trình mở nhạc bình thường ấy, là dấu hiệu của dày giải tép, là do phối ghép lô côm từ vang nâng hoặc các thiết bị khác. Đấy, bị cái bóng đèn này bị sáng á, là dấu hiệu của dày giải tép, bị méo tín hiệu. Đấy, nên là chất âm của bộ dàn thì anh em không ok được. Đấy, tép sẽ cần sự siêu mỏng, nên là không cần độ dày của giải tép. Đấy nha, bóng đèn không được phép sáng mới gọi là dàn chuẩn nha. Đấy, âm ly chuẩn, bóng đèn này có thể rút ra và thay thế. Đây, bóng đèn này đây, anh em có thể rút ra và thay thế. Đây nha. Đấy, bóng đèn này nha. Thì nhiều anh em về lại không biết cái bóng đèn này để trên nóc để làm cái gì, và nhiều anh em lại không thấy bóng ở đâu. Đấy, bóng này là bóng sơ cua, còn cái bóng dưới này là bóng đang chạy.
Đấy, cái đặc điểm của âm thanh là như vậy. Để tép thì cần sự siêu mỏng chứ không cần độ dày của giải giải tép nhá anh em nhá. Nên bóng đèn không sáng mới gọi là âm ly vụ dàn chuẩn. Bóng đèn mà bị sáng á là do âm ly vang trùng tép phang nhau lẫn lộn, gọi là méo tín hiệu, trùng chạy lẫn tép. Đấy, nó có hiện tượng dày giải tép gấp rất nhiều lần nên là chất âm của các bạn nó sẽ bị dè, nó sẽ thô, nó sẽ tù tép là ở chỗ đấy. Không sáng mới ok, mà bị sáng là anh em phải xem lại ngay cái bộ dàn nhà mình là không đạt chuẩn rồi anh em nhá. Không bao giờ ok được. Đấy nhá. Đấy, có nghĩa là bóng đèn mà bị sáng á, có nghĩa là không phải giải tép mà nó là cái giải rất là dày. Đấy, nên là chất âm vĩnh viễn không ok được. Đấy, nên chỉ có cái loại loa tép này mới phát hiện ra điều đó, còn tất cả những cái loại loa tép tụ cản thông thường thì không có cái cảm biến như cái con này. Đấy, đây là gần như là một cái đồng hồ để xác định bộ dàn nhà anh em có ok hay không. Đấy nhá, không sáng mới ok, còn bị sáng anh em phải xem lại ngay bộ dàn anh em nhá, cố ghép cho nó đúng vào. Đấy, ok anh em nhá.